Chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại mình đang đứng ở vòng xoay Đông Tây nha mọi người. Mình sẽ quay một clip và kỷ niệm một cái con đường đại lộ Đông Tây đang trong quá trình xây dựng nha. Để khi mà nó xây dựng hoàn thành đó, mình sẽ tới mình quay một cái clip là con đường đã được xây dựng hoàn tất xong. Bây giờ mình đang tiến vào cái con đường đại lộ Đông Tây nha, quay để đó kỷ niệm xem một vài năm sau nữa Bến Tre nó sẽ thay đổi và phát triển như thế nào. Đây đã đang được tráng nhựa nha mọi người. Tại nơi này mình đang quay là thành phố Bến Tre nha. Ở đây hình như là đường hai chiều luôn đó mọi người, nhưng mà do chưa có làm hoàn chỉnh xong nha. Đó, các tòa nhà đang trong quá trình xây dựng luôn. Phía bên phải mình thì các tòa nhà đang vừa mới xây, còn gạch đỏ luôn nè mọi người, chưa có tô gì hết nè. Còn đây là phía bên tay trái mình thì đã có tô của trước mặt sơ sơ rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến vào một cái phố chợ Phú Khương nha mọi người. Thì ở trong cái phố chợ Phú Khương này nó sẽ có một cái chợ Lạc Hồng cũng đang trong quá trình xây dựng luôn, cũng sắp hoàn tất rồi. Chợ mới này thì rộng hơn, to hơn và đẹp hơn. Trong này rộng lắm mọi người. Trong này cũng chưa có được xây dựng nhiều do mới á. Mọi người chưa có dọn vào đây nhiều. Có một số shop như là nước hoa, quần áo làm thêm đã có bày bán ở đây rồi. Cổng chính nó nằm bên đây nè mọi người. Đây. Hiện tại bên trong đã được bày bán rồi mọi người.